nha Giờ like đến rồi, giờ like đến rồi Mọi người ơi, vào livestream đi Xin chào mọi người Xin chào các ông bố bà mẹ Chào những người đầu tiên đang xem livestream của Thu Quỳnh nha Mọi người ơi, bây giờ mọi người hãy chia sẻ livestream này và đẩy view cho Quỳnh đi à, Trong livestream này thì như đã hứa thì Thu Quỳnh sẽ chia sẻ bí quyết làm thế nào để chăm con nhàn tinh cho mọi người nhá à, Nhưng mà à, để xem là phải đông đông mắt nhìn đã nào Xem đông đông mắt xem thì chia sẻ nó mới kiểu Vui và rôm giả được Mọi người ơi À, chắc là, là hành trình nuôi con thì chưa bao giờ là dễ dàng rồi và bí quyết à, giúp làm sao để cho chăm con nhàn tinh này à, con khỏe này thì thu quỳnh à, sẽ bật mí ngay trong phiên live ngày hôm nay nhá và các bố mẹ nào đang có con hay bị ốm vặt hay là à, mỗi khi mà thay đổi thời tiết thì con sẽ bị à, sổ mũi sụt sùi này cúm này dị ứng thời tiết này rồi con tăng cân chậm này à, hay là con biếng ăn còi xương suy dinh dưỡng thì hãy à, theo dõi hãy đồng hành cùng với live của thú quỳnh ngày hôm nay nhé Vâng và bí kíp của Thu Quỳnh đây mọi người ơi Xin được giới thiệu với các bố các mẹ Đây chính là siêu phẩm hot hit số 1 trên thị trường Việt Nam hiện nay Sữa non tổ yến Alphamil DHA Đây là sản phẩm đã đồng hành cùng với hai mẹ con Thu Quỳnh trong 3 tháng gần đây Và chỉ 3 ly mỗi ngày thôi thì bạn bè nhà Thu Quỳnh đã được tăng sức đề kháng tự nhiên và tăng cân đều đặn Điểm đặc biệt của Alphamil là có thêm tổ yến loại 1 từ Khánh Hòa Đây là loại tổ yến chất lượng hàng đầu Việt Nam cũng như trên thế giới hiện nay À, yến xào thì chứa các loại như là axit amin cần thiết này, à, protein, collagen, khoáng chất và vitamin B à, tổ yến cũng có khả năng tăng cường hệ miễn dịch à, tái tạo tế bào cung cấp năng lượng việc thường xuyên ăn yến xào sẽ giúp cho các con được cải thiện và tăng cường hệ miễn dịch à, tăng sức đề kháng này và giúp cho cơ thể chống đỡ tốt hơn với những tác nhân gây bệnh phía bên ngoài ngoài tổ yến ra thì trong Alphamil DHA còn có những nguyên liệu khác được nhập khẩu hoàn toàn từ châu âu nhưng lại được căn chỉnh phù hợp với thể chất cơ địa của trẻ em Việt Nam à, sữa non tổ yến Alphamil DHA H.A à, chia rõ làm ba dòng sản phẩm à, dành riêng cho từng lứa tuổi. Loại thứ nhất là dành cho trẻ từ 0 đến 6 tháng. À, loại thứ hai là dành cho trẻ từ 6 đến 36 tháng và loại thứ ba là loại mà bạn B nhà Thu Quỳnh đang dùng đây là dành cho các bạn từ 3 tuổi trở lên. À, thì tại sao Avamil lại chia ra nhiều loại như vậy, à, các mẹ ạ? À, con của chúng ta ở mỗi độ tuổi sẽ có sự uh, phát triển cũng như là sự cái nhu cầu được hấp thụ các chất dinh dưỡng khác nhau à, chính vì thế nên là việc chia rõ ràng các dòng sản phẩm cho phù hợp với từng lứa tuổi của các con để bổ sung làm sao cho đúng và đủ rất là quan trọng đúng không nào các mẹ à, và đây cũng là một điểm mà khiến cho thu quỳnh à, đánh giá cao về các sản phẩm sữa non tổ yến alpha mil à, đặc biệt là xin được nhấn mạnh nha alpha Milk là dòng sản phẩm cam kết không gây dậy thì sớm cho trẻ nhé trong livestream ngày hôm nay thì Thu quỳnh cũng muốn giới thiệu kỹ càng hơn về alphamil dha đến với các bố các mẹ nhé à, alphamil dha là sản phẩm sữa non đặc biệt được sử dụng công nghệ nano nhập khẩu từ châu âu à, với thành phần chính là sữa non colostrum à, nhập khẩu trực tiếp từ các trang trại bò sữa từ châu âu à, cùng với công nghệ nano hiện đại à, sữa non giàu vitamin này chất béo khoáng chất protein giúp tăng cường khả năng miễn dịch, cải thiện sức khỏe đường ruột cho con. Kết hợp với tổ yến loại 1 từ Khánh Hòa giúp nhân đôi khả năng bảo vệ hệ miễn dịch cho trẻ từ bên trong. Bên cạnh đó thì sữa non tổ yến Alphamil là sữa tăng cân rất tốt. Sản phẩm có chứa thành phần hạt sachi với hàm lượng protein lên tới 27%. Kết hợp cùng với đạm whey này Và hơn 40 loại vitamin khoáng chất Giúp con dễ hấp thu dinh dưỡng Tăng cân an toàn Chứ không phải là à, tăng mỡ Hay là khiến cơ thể bị tích nước Như những dòng sản phẩm khác đâu nha Các mẹ ơi Và bạn bè nhà Thu Quỳnh thì như là mọi người có theo dõi Trang cá nhân của Thu Quỳnh thì thấy rằng là Hiện tại bây giờ bạn bè rất là trộm vía Nhưng mà mọi người cũng không biết được Rằng là trước đây ấy Thì bạn bè lại thuộc cái tuyếp người Là có thể trạng khó hấp thu chất dinh dưỡng à, và chính vì thế nên là trong cái khoảng thời gian trước đây có những cái lúc mà à, thúc quỳnh thấy là cái chỉ số tăng trưởng của con à, không hề nhúc nhích trong vòng nhiều tháng à, và à, thúc quỳnh cũng có đưa con đi khám tại huy quy mâm và được các bác sĩ ở đó có giới thiệu À, cho sử dụng sữa alpha Milk này và chỉ sau một tháng thôi thì thu quỳnh đã nhận thấy rằng là à, bạn bè có những thay đổi rõ rệt này à, con trông phủng phao hơn da rẻ hồng hào tươi tắn hơn bạn bè cũng à, năng động hơn so với bạn bè cách đây khoảng à, nhiều tháng trước và sau khi mà thu quỳnh cho con sử dụng sang tháng thứ ba thì như là bạn bè được biến hình thành một siêu nhân vậy à, bạn bè có chỉ số à, cân nặng cũng như là chiều cao à, đạt chuẩn thậm chí là vượt chuẩn à, và hiện tại bây giờ thì ở lớp thì bạn bè đang nằm ở trong top những bạn mà có thể trạng tốt nhất à, và điều này thì với một người làm mẹ như thu quỳnh thì thu quỳnh cảm thấy vô cùng hạnh phúc giống như là mình vừa tìm ra một cái giải pháp đồng hành cùng với mình khiến cho việc nuôi con trở nên dễ dàng hơn vậy và các bố mẹ ơi, Milk cũng là dòng sữa được bổ sung thêm bộ đôi axit béo không no DHA và EPA cực kỳ tốt cho con nha và giúp cho con phát triển trí não và thị lực một cách toàn diện này và theo như thu quỳnh tìm hiểu thì DHA chiếm tỷ lệ cao nhất trong chất xám tức là thành phần này sẽ quyết định là con của chúng ta sẽ thông minh đến đâu. Nếu như các con bị thiếu hụt EPA hay là DHA trong giai đoạn phát triển thì các con rất dễ mắc phải các bệnh như là chậm phát triển về thần kinh này, về thị lực hoặc suy giảm khả năng tập trung và điều này sẽ ảnh hưởng cực kỳ nặng nề đến việc học tập đến cuộc sống của con hiện tại và sau này. À, ngày nay thì chúng ta đều thấy rằng là à, Trẻ bị mắc các bệnh về mắt ngày càng gia tăng này à, Vì vậy việc bổ sung DHA và EPA cho con trong giai đoạn phát triển Là điều cực kỳ, cực kỳ quan trọng nha các mẹ Và các bố mẹ biết không Kể từ ngày mà Thu Quỳnh à, cho bạn bè sử dụng Milk Thì Thu Quỳnh có quan sát để ý thấy à, bạn bè không còn nheo mắt mỗi khi nhìn nữa này à, Rồi khả năng tập trung cũng cao hơn trước đây rất nhiều Và bây giờ thì ngồi kể chuyện cho mẹ cũng vanh vách cơ Nhưng không nhớ nhớ quên quên như ngày trước nữa. Ngoài ra thì AlphaMin còn bổ sung 5 loại enzyme hỗ trợ tiêu hóa, đặc biệt là HMO, FOS, GOS và đây là những cái chất sơ hòa tan quá quen thuộc với các mẹ rồi phải không nào? Và những loại enzyme này có vai trò nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột, á, giúp cho cơ thể đào thải độc tố nhanh hơn để đẩy nhanh quá trình tiêu hóa và chuyển hóa thức ăn thành năng lượng nuôi dưỡng cơ thể. Kết hợp cùng với beta glucan giúp hạn chế và ngăn chặn tình trạng đi ngoài phân sống tiêu chảy đầy bụng hay là táo bón ở trẻ và các bố mẹ ạ nguyên nhân của việc các con chậm tăng cân chính là do hệ tiêu hóa của các con gặp vấn đề và thúc quỳnh phải nói rằng đây là dòng sữa dinh dưỡng hỗ trợ tăng đề kháng và tăng cân mà quỳnh thấy hiệu quả nhất từ trước đến giờ à, bạn bè nhà thu quỳnh thì mê amphamil cực kỳ luôn à, ngày nào cũng sẽ uống từ 2 đến 3 ly và trộm vía à, từ ngày dùng sữa non thì quỳnh thấy là con ăn ngon hơn ngủ sâu giấc hơn và đặc biệt là con hết hẳn tình trạng ốm vặt mỗi khi thời tiết thay đổi À, cả nhà quỳnh thì ai cũng vui mừng về việc này đương nhiên rồi con khỏe mạnh thì chắc chắn là mẹ phải vui rồi cùng lúc nào à, và chỉ cần một ly sữa alpha thôi là con đã có đầy đủ dưỡng chất rồi à, với nhóm vitamin này khoáng chất như là canxi vitamin a d à, không chỉ là giúp cho con tăng cân đơn thuần mà còn hỗ trợ các con kích thích tăng chiều cao, con ăn tốt, ngủ sâu giấc sẽ kích thích hormone tăng trưởng tự nhiên của cơ thể và từ đó con sẽ được phát triển toàn diện cả về cân nặng lẫn sức đề kháng và chiều cao như thế quá tuyệt vời phải không nào các bố mẹ wow, và có rất nhiều các bố các mẹ đã để lại comment ở phía dưới livestream này rồi à, xem nào bạn uh, Thùy Linh Bé Minh nhà em mới uống một tháng nay đã tăng cân rồi chị Quỳnh ơi. Ơi chúc mừng em. À, chị rất là mừng khi mà bạn bé đã hợp tác với dòng sữa này và chúc cho con sẽ có sự tăng trưởng tốt hơn nữa trong những tháng tiếp theo nhá. À bạn à, Thu Hồng. Bé Bắp nhà em cũng đã dùng được hơn 3 tháng nay trộm vía cu cậu phổng phao có da có thịt hơn. À, không còn thấy con ốm vặt cảm và sụt sùi như ngày trước nữa chị ạ à. Trộm vía, trộm vía quá và chúc mừng hai mẹ con nhá Bạn Lily này, sóc nhà em cũng tăng được 3 cân rồi Con ăn ngon, ngủ ngon hơn hẳn Không bị tình trạng thức giấc nửa đêm nữa Ai đúng rồi, chúc mừng, chúc mừng em à đấy các mẹ thấy không Không chỉ là có một mình Quỳnh thấy dòng sữa Alpha DHA này hiệu quả đâu Mà ở dưới livestream này mọi người có thể check là các bố các mẹ à, bạn nào đã sử dụng dòng alpha Milk này cho các con thì đều có những cái feedback à, về sản phẩm rất là à, hiệu quả đúng không nào mọi người có thể xem ngay ở phía dưới comment lần này và thu quỳnh cảm ơn tất cả các bố mẹ à, rất nhiều mọi người đã để lại những uh, review tốt cho dòng sản phẩm ngày hôm nay thu quỳnh giới thiệu đến à, nếu như mà các bố mẹ nào còn lăn tăn về dòng sản phẩm này thì cứ vào comment và đọc feedback của mọi người nhé à, các bố mẹ cứ yên tâm là khi cho con sử dụng sản phẩm uh, sữa mà ngày hôm nay Thu Quỳnh giới thiệu đi ạ Vì chính Thu Quỳnh cũng đang cho con của mình sử dụng sản phẩm này Và bản thân Thu Quỳnh cũng thấy rằng là sản phẩm đã uh, có một cái hiệu quả tốt và tích cực cho bạn bè nhà mình Và như là uh, mọi người cũng thấy và đọc ở uh, phía dưới comment thì feedback của uh, những uh, khách hàng khác, bố mẹ khác thì cũng đều là ghi nhận cái sự đồng hành của Alpha Milk rất là hiệu quả cho mọi người à, và bởi vì thế nên là sản phẩm này. À tốt thu quỳnh cũng muốn chia sẻ đến với nhiều các bố các mẹ hơn bạn bè người thân của thu quỳnh thì thu quỳnh cũng đã giới thiệu sản phẩm này để cho mọi người sử dụng rồi và qua trải nghiệm của thu quỳnh thì trong live stream lần này thu quỳnh cũng muốn các ông bố bà mẹ nào đang có con có sức đề kháng yếu hay ốm vặt này rồi biếng ăn chậm tăng cân có thể biết đến dòng sản phẩm afamil dha giúp cho con mình có thể khỏe mạnh toàn diện hơn rồi mẹ nuôi con cũng nhản nhã hơn mỗi ngày mọi người hãy lưu ý đến livestream này nhá và cùng theo dõi livestream này tiếp. Và bây giờ thì như là Thu Quỳnh đang thấy thì cũng có nhiều các bố các mẹ cũng đã comment thêm ở phía dưới livestream rồi. À, như là bạn Ngọc Khánh thì à, bé nhà em trước dùng nhiều loại sữa lắm nhưng con hay bị nóng trong này khó tiêu à, nên trông con còi hơn các bạn rất là nhiều từ ngày đổi sang Alpha Mew là hết liền. Ôi trộm vía trộm vía quá. À chúc mừng cả nhà nhá. Và bạn bé thì lại thích uống còn khen sữa ngon nữa bữa nào mẹ quên là nhắc mẹ ngay Đúng rồi bạn bé nhà em thì rất giống bạn bè nhà chị Nếu như mà à, Thu Quỳnh có quên ý, thì bạn bè sẽ nhắc ngay Và Thu Quỳnh cũng muốn lưu ý với mọi người rằng là Alphamil đúng là một dòng sữa rất là mát Có thành phần là từ sữa non colostrum nhập khẩu 100% từ châu Âu Giúp tăng cường sức đề kháng cho các con à, Trong thành phần còn có là FOS với hàm lượng cao Nên sẽ giải quyết triệt để các vấn đề như là nóng trong khó tiêu của các con là các bạn nữa à, bạn à, Hồng Quân chị ơi con em tiêu hóa kém lắm uống sữa này có sợ bị tiêu chảy không ạ à, bạn Quân ơi Thu Quỳnh cũng muốn chia sẻ với bạn này à, bạn hãy yên tâm Milk là dòng sữa non có thành phần là lành tính với sữa non colostrum được nhập khẩu 100% từ châu Âu nhá. Thu Quỳnh nhắc lại là à, có thành phần là colostrum được nhập khẩu 100% từ châu Âu. Còn ngoài ra thì còn kết hợp với tổ yến loại 1 nữa à, và đó là loại cao cấp nhất của Khánh Hòa cũng như là trên thế giới hiện nay và khánh hòa thì các bạn cũng biết là đây là cái nôi của đặc sản yến xào đúng không nào và lại còn được bổ sung thêm 5 enzym hỗ trợ tiêu hóa trong đó còn có là fos này hmo này là hai loại chất quen thuộc của các mẹ nuôi con ai cũng biết và em cứ cho con dùng Alpha đi và thu quỳnh sẽ đảm bảo là Alpamil rất lành tính và an toàn 100% cho đường ruột của bé à, Tiêu hóa của các con có khỏe thì các con mới có thể nhanh lớn và phổng phao được đúng không nào? Đây, Thu Quỳnh sẽ đọc thêm một comment nữa Bạn à, Thu Thảo Chị Quỳnh ơi, con em sức đề kháng kém lắm Mới đi học mẫu giáo mà suốt ngày ốm vật Cháu mới 18 tháng thì dùng sản phẩm này có được không chị? Thu Thảo ơi, chị cũng muốn chia sẻ với em là Avamil ngoài à, dòng sản phẩm dành cho cái lứa tuổi à, trên 3 tuổi như bạn bè nhà chị đang sử dụng thì ngoài ra Avamil còn có các dòng à, sản phẩm dành cho các bạn từ 0 đến 6 tháng và từ 6 đến 36 tháng nữa à, Vậy nên là cứ yên tâm cho bạn bé nhà em sử dụng Alpha Mew nhá nhé à, Đây là một sản phẩm rất là tuyệt vời Được kết hợp từ sữa non nhập khẩu từ châu Âu Kết hợp với tổ yến loại 1 của Khánh hòa Nên rất tốt cho sức đề kháng của các con Và bé nhà mình đang là 18 tháng tuổi Thì em có thể yên tâm cho con sử dụng dòng sản phẩm Từ... 6 đến 36 tháng của Alphamilk nha. Bạn Thu Trang con em dưới 12 tháng mà tăng cân chậm thì dùng được sữa này không chị? Hoàn toàn được nha bé ơi. À, Thu Quỳnh cũng muốn chia sẻ với bạn rằng là Alphamilk có dòng sản phẩm dành cho các bé từ 0 đến 6 tháng tuổi và thành phần chính trong dòng sữa này chính là sữa non colostrum có công thức gần tương đương với sữa mẹ lại được nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu nên là À, em cứ yên tâm cho bé nhà mình sử dụng nha à, Nhưng mà phải nhớ này Phải chọn đúng dòng sữa à, Dòng sản phẩm dành cho các bé Từ 0 đến 6 tháng tuổi nha Alpha Milk thì có 3 dòng à, Dòng dành cho các bé từ 0 đến 6 tháng này Rồi dòng dành cho các bé Từ 6 đến 36 tháng Và dòng dành cho các bé Từ 3 tuổi trở lên à, Bạn uh... Lily Nguyễn Giữa này an toàn không chị? Em sợ mấy loại mua online này lắm À, toàn thấy quảng cáo ảo thôi. À, Thu Quỳnh cũng rất hiểu về à, tâm lý của bạn. À, thực ra thì Thu Quỳnh cũng à, có những chăn trở, cũng có những cái thắc mắc về những dòng sản phẩm à, bán online. À, nhưng riêng về Alpha Milk thì Thu Quỳnh à, cũng muốn chia sẻ với bạn là về chất lượng của sữa non tổ yến Alpha Milk thì à, bạn cứ yên tâm. À, Thu Quỳnh khẳng định rằng đây là à, thành phần à, Thu Quỳnh khẳng định rằng à, sữa Alphamil có thành phần sữa non được nhập khẩu à, 100% từ châu Âu. Khi nói đến châu Âu thì các bố các mẹ biết rồi đấy, đây chính là thị trường khó tính bậc nhất trong các ngành thực phẩm dinh dưỡng. À, các sản phẩm khi được đưa ra thị trường đều được nghiên cứu và kiểm định là an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. À, và đặc biệt là thành phần yến xào 100% là tổ yến tự nhiên loại 1 của Khánh Hòa. À, và bằng chứng là à, Cả chị này rồi cả MC Quang Minh đã cho con sử dụng sản phẩm này trong suốt 3-4 tháng vừa qua à, Và các bé hoàn toàn khỏe mạnh, tăng cân đều, à, hết hẳn ốm vặt Và như vậy thì bạn cứ yên tâm là cho con mình sử dụng Amphamil nha à, Có một bạn nữa vừa hỏi là bé nhà em hôm nọ đi khám bác sĩ bảo là bị thấp còi do suy dinh dưỡng thì uống được loại sữa này không ạ? được quá em ơi à, thấp còi thì càng phải uống Alpha Mil. À, trong thành phần của Alpha Mil thì có bổ sung à, khoáng chất là canxi và vitamin D. Đây là hai thành phần bổ trợ cho quá trình phát triển của hệ xương. À, nguyên nhân các con bị suy dinh dưỡng là cơ thể không tự tổng hợp được vitamin D, gây ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ canxi vào xương, à, làm thiếu hụt canxi trong xương, gây loãng xương này, à, mềm xương ở trẻ, suy dinh dưỡng ở trẻ. À, và chị Thu Quỳnh cũng khuyên rằng là em nên cho con uống alpha ngay để con được bổ sung canxi và các vitamin giúp cho con cao lớn hơn này thoát khỏi cái tình trạng suy dinh dưỡng và thấp còi nhé. À, một bạn nữa cũng có chia sẻ là trẻ 12 tuổi uống sữa này có được không chị? Em sợ con bị dậy thì sớm. À, đây chắc hẳn là cũng là một cái thắc mắc của rất nhiều những ông bố bà mẹ và Thu Quỳnh cũng muốn chia sẻ với các bố các mẹ là trẻ 12 tuổi hoàn toàn uống được uh, sữa Alpha Mule nha. Và vì Alpha Mule là có 3 dòng dành cho 3 giai đoạn phát triển của trẻ. Uh, dòng thứ nhất là trẻ từ 0 đến 6 tháng tuổi này, dòng thứ hai là dành cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi và dòng thứ ba là dành cho trẻ từ 3 tuổi trở lên. Và bé B nhà Thu Quỳnh thì đang sử dụng uh, dòng sản phẩm dành cho các bạn từ 3 tuổi trở lên. Bé nhà bạn hiện đang 12 tuổi thì có thể cho con dùng dòng sữa cho trẻ từ 3 tuổi trở lên. Đối với dòng trên 3 tuổi thì các con sẽ được bảo vệ toàn diện từ là tăng cường sức đề kháng này, chống lại bệnh tật vi khuẩn, virus có hại từ môi trường à, nhờ có kháng thể từ sữa non colostrum và tổ yến khánh hòa hỗ trợ tăng cân đều đặn và tăng chiều cao rõ rệt nhờ có hai thành phần là canxi và vitamin D nha. Ngoài ra thì Anphamil có cam kết rằng là sẽ không gây dậy thì sớm, không biến đổi gen. Chính vì thế nên là các bố các mẹ cứ yên tâm cho con sử dụng sản phẩm này nha. À, và bé nhà bạn thì đang ở độ tuổi 12 cũng là đang bước vào tuổi dậy thì rồi là hãy cho con sử dụng ngay và luôn ngày hôm nay để con kịp thời cao lớn vượt trội trong độ tuổi này nhé Ok bạn bạn Lâm Cương có comment là em cũng muốn bổ sung sữa cho con mà sợ con uống không hợp lại đi ngoài hoặc dậy thì sớm à, trước giờ con em chỉ uống sữa nhật là hợp thì uống sữa này có được không ạ để nói về việc là lựa chọn sữa cho con thì điều đầu tiên à, tất cả các bậc làm cha làm mẹ quan tâm đấy chính là sự an toàn phải không nào? À, chúng ta chưa cần biết là uống vào có hiệu quả hay không, hiệu quả như thế nào nhưng việc an toàn dành cho con là phải ưu tiên đầu tiên đã. Và Alpha Mule hiểu được nỗi lo lắng này của các bậc làm cha làm mẹ. Chính vì thế nên Alpha Mule có 5 cam kết 5 không Thứ nhất là không chất bảo quản, thứ hai không biến đổi gen, thứ ba không dậy thì sớm, thứ tư không táo bón và thứ năm là không tiêu chảy. À, về thành phần yến xào thì hoàn toàn là từ tự nhiên, cực kỳ lành tính cùng với hơn 30 dưỡng chất được nhập khẩu từ châu Âu. À, và để đảm bảo uy tín thì Meal à, cũng sẽ treo là 100 triệu nếu như... À, có bố mẹ nào phát hiện ra trong dòng sản phẩm có các chất cấm à, và như thế là đã phần nào tạo được uh, sự yên tâm cho các bố mẹ và sự an toàn cho các bé luôn rồi vì rất tâm đắc với dòng sản phẩm này nên bây giờ thì thu quỳnh sẽ ăn ngay một hộp để review chi tiết cho các bố các mẹ xem nhá ok rồi. Ở trong hộp sữa Alphamilk này thì sẽ chia ra là à, các gói nhỏ như thế này Và mỗi gói nhỏ sẽ đủ định lượng cho một lần sử dụng cho các con nhé Rất là thơm luôn các bố mẹ ạ Và mỗi lần sử dụng thì chỉ cần là bóc một gói 16 gram này Và pha với khoảng với 85 ml nước ấm khoảng 40 độ và khuấy đều lên thôi là là các con đã có thể sử dụng ngay rồi. Sữa rất là thơm. Bình thường thì Thu Quỳnh sẽ pha cái này cho bạn bè uống nhưng mà hôm nay thì mình sẽ lén lút để lút nếm thử xem có ngon hay không mà bạn bè lại à, ngày nào cũng đòi mẹ uống từ 2 đến 3 ly và nếu như mà mẹ quên là sẽ nhắc ngay rồi Thúc mình cũng muốn chia sẻ là À, bạn bè nhà thu quỳnh thì chỉ sau một tháng sử dụng thôi là đã thấy trộn Phía hồng hào và phổng phao hơn rất nhiều rồi à, và như là thu quỳnh cũng đã đọc comment ở phía dưới livestream này thì có nhiều các bố mẹ cũng có review như thu quỳnh à, thì uh, thu quỳnh thấy rằng là à đó không phải là chỉ một mình bạn bè uh, và thu quỳnh cảm thấy rằng là Alpha Bill có hỗ trợ uh, tăng trưởng khá là tốt cho bạn bè mà các bố mẹ khác cũng đã có chung quan điểm chung một cái cảm nhận với thu quỳnh thì điều này uh, khiến cho thu quỳnh Quỳnh cảm thấy rất là vui và hạnh phúc à, Cảm ơn mọi người đã sử dụng Alpha Milk nha nào Để để uống thử xem <laughs> ừ. Sữa rất là thơm và dễ uống à, Điều mà Thu Quỳnh thấy thích ý, Đấy chính là sữa này không hề ngọt gắt Như những loại sữa bột pha khác à, Mà nó hơi ngọt nhẹ nhẹ thanh thanh à, Kiểu công thức cũng hơi gần giống với cả sữa mẹ ấy. Uhm, dễ uống nha Cái này bảo sao mà bạn bè rất là thích à, Và bạn Bê nhà Thu Quỳnh ấy cứ mỗi lần mà Thu Quỳnh pha sữa cho uống như này là một hơi ức một cái là hết cả ly luôn Các bố các mẹ bây giờ thì có thể tìm mua sữa Alpha Mule ở các đại lý phòng khám hay là các trang thương mại điện tử Nhưng mà hiện tại thì uh, We Cream Mom có kết hợp cùng với nhãn sữa Alpha Mule, uh, để cung cấp đến cho các bố mẹ sản phẩm một trăm là chính hãng cùng với mức giá tốt nhất thị trường hiện nay nhé. Quy quy mâm là một chuỗi các phòng khám nhi và dinh dưỡng cực kỳ uy tín có cả khám online này, khám offline. Đến với quy quy mâm thì các bạn sẽ được các đội ngũ bác sĩ chuyên gia nhi và chuyên gia dinh dưỡng tư vấn thăm khám tận tình à, đặc biệt là khi mua các sản phẩm qua Wikimum, à, thì các bạn sẽ được tặng vô chờ lên đến 1 triệu 500 ngàn đồng và rất nhiều các ưu đãi hấp dẫn khác nữa à, các bạn muốn đặt hàng ngay à, hay là thắc mắc gì về sản phẩm thì hãy gọi điện trực tiếp qua số điện thoại bên dưới ở đây để nhận được sự tư vấn của các nhân viên của Alpha và giải đáp cho các bố mẹ tất cả những thắc mắc của mình nhé. Nếu như các bố mẹ đang đau đầu để tìm một dòng sữa phù hợp vừa để tăng đề kháng, tăng cân hiệu quả, không lo táo bón hay tiêu chảy cho con, lại đầy đủ thành phần dinh dưỡng hỗ trợ phát triển trí não và chiều cao thì hãy đừng chần chừ nữa quyết định ngay lựa chọn Alpha Milk cho con sử dụng bây giờ đi ạ Bởi vì chính Thu Quỳnh cũng đã sử dụng cho bạn bè nhà mình Và chỉ sau một tháng thôi thì Quỳnh đã thấy là bạn bè thay đổi rất nhiều rồi Con khỏe mạnh hơn nhờ sức đề kháng được cải thiện Và sau 3 tháng thì trộm vía bạn bè đã tăng cân và tăng chiều cao vượt trội à, Hiệu quả cực kỳ luôn đấy các mẹ ạ Thu Quỳnh cũng đảm bảo rằng nếu như các bố các mẹ lựa chọn sử dụng sản phẩm Alpha Milk cho các bé à, Thì chỉ cần là từ sau 1 đến 3 tháng thôi thôi các bố mẹ sẽ nhận thấy rằng con của mình sẽ có sự tăng trưởng vượt trội cả về chiều cao lẫn cân nặng à, mọi người hãy nhanh tay để lại số điện thoại dưới bình luận của livestream này nhé hoặc là gọi đến số hotline à, đang được ghim trên màn hình này à, để nhận được ưu đãi lên đến 1 triệu 500 ngàn đồng chỉ có trong phiên live ngày hôm nay thôi nha nhanh tay lên nhanh thì còn mà chậm thì là hết đấy à, và bây giờ thì phiên live của ngày hôm nay cũng đã kết thúc rồi Thúc Quỳnh cũng muốn à, xin phép được xuống like tại đây nha. Và bây giờ thì cũng đến uh, thời điểm mà phiên live ngày hôm nay kết thúc rồi. Uh, thúc Quỳnh cũng xin phép được xuống like tại đây nha. Uh, hôm nay thì Thúc Quỳnh rất vui khi được chia sẻ bí kíp của mình uh, về việc chăm sóc con nhàn tênh cho các bố mẹ và hy vọng rằng uh, sẽ đưa ra cho các bố mẹ những giải pháp để làm sao uh, các con của chúng ta phát triển một cách vượt trội và khắc phục những cái tình trạng uh, mà bố mẹ còn đang đau đầu về thể trạng của con. Uh, và tạm biệt mọi người và hy vọng rằng là ngày hôm nay mọi người sẽ có được sự lựa chọn thật tốt cho con của mình nhé. Bye bye.